Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi VN Tiết Oát. Những anh em chưa đăng ký kênh của mình, hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới để mỗi lần mình có video mới nhất, anh em sẽ cập nhật được các video về đồng hồ, kính bút và bật lửa. Ngày hôm qua thì mình đã có lên cây kính phi công và thực ra là mình cũng có hai cây và mình đã đều bán được luôn, bởi vì trong cái hai cây nó giống nhau và mình đều bán với mức giá 12 triệu và đã đều giao dịch là rất nhanh trong buổi sáng sớm. Ngày hôm nay thì mình lên ba cây cơn. Những cây cơn thì nó là những cái điểm, những cây kính huyền thoại của dòng phi công Mỹ rồi. Nó rất là dễ bán, mặc dù cái giá thành của nó rất là cao. Tuy nhiên là tùy theo chất lượng của mỗi cây kính, và mình cũng thường xuyên giao dịch được với những anh em. Hôm trước thì cũng có khá là nhiều anh em đặt vấn đề khi mà lên cây kính riêng, kính cơn thì có nhắn riêng, nhưng mà sau khi làm video này mình chỉ nhắn những cái mình đã lên video thôi, chứ còn mình không nhắn riêng cả những từng cây kính một, để đảm bảo tính khách quan giữa người bán và người mua cho nó vui vẻ. Buổi hôm trước thì mình có làm một cái video so sánh về những cây kính cơn zin và không zin. Thực ra là những trong video đó thì mình cũng chỉ là nêu những cái yếu tố cơ bản dễ nhận biết, có thể nhận biết, và thực ra là trong một cây kính thì nếu mà thực sự mà sử dụng tà đạo thì nó sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp nó khác nhau, nó xử lý để một cây kính nó hoàn thiện. Tuy nhiên là có những vấn đề này mình sẽ không trao đổi, vì thực ra là nhiều anh em là nó liên quan đến nhiều cái buôn bán của nhiều anh em khác. Về đồng hồ cũng vậy, mình cũng không bao giờ mình nói những cái vấn đề nó mang tính chất chuyên sâu. Mình chỉ nêu những cái kiến thức về đồng hồ, những cái một vài điểm nó khá là nhận dạng. Bởi vì thực ra là chơi nhiều cái nó cũng phải trải nghiệm theo thời gian. Và những cái thứ đó thì mỗi người cũng nên tích lũy theo thời gian. Hôm nay thì mình lên ba cây kính cơn. Thì trong đó thì có hai cây nó khác biệt, thường khác biệt so với những trước và những anh em nào sành thì nhìn sẽ là thấy ngay để nhận biết được vấn đề. Mình cũng không nói trong video, để những người mua họ sẽ nhận biết được cái cây kính nào nó khác biệt để giao dịch. Bởi vì thực ra là có những vấn đề là trong giao dịch thì người hiểu rõ về sản phẩm thì anh em nó sẽ dễ vào việc nhiều hơn. Đầu tiên đó là một cây kính cơn mã số 1, giá là 26 triệu. Những cây kính cơn nó có cái giá nó khác nhau, nó tùy theo tình trạng và tùy theo những tính chất sưu tầm nó khác nhau. Đây là một chiếc cây kính cơn, cái vỏ nó còn khá là đẹp, chuôi nó khá là trong. Mình giữ nguyên những cây kính cơn thì anh em lưu ý khi mình giơ thẳng như này, anh em lưu ý mặt trước của nó. Những anh em là quen chơi thì sẽ nhìn nó rất là dễ. Nó có một cái đặc điểm nó khá là đặc trưng, nó khác. Những cây kính cơn thì nó đã là đi vào trong những cái huyền thoại rồi. Mình đã nói rất là nhiều về các cái cây kính cơn. Nó là một trong những chiếc cây kính của dòng phi công Mỹ, những chiếc kính ở những giai đoạn 60 và 70. Những cây kính cơn này của mình thì là hôm nay cũng là những cây kính cơn chữ nhỏ anh em nhé. Nó đều là cây cơn chữ nhỏ. Cái dáng của nó thì rất là đẹp rồi. Những chiếc như thế này thì nó bọc vàng 1 phần 10 12 KGF. Và chiếc này nó có một đặc điểm nó khác so với những chiếc bình thường. Đó là cái số cây này là cây thập phân, giống như cây thập phân hôm trước mà mình cũng có bán một lần, cây 25-26 triệu, ở cách đây khoảng 4-5 phiên gì đấy cũng có một cây thập phân, và hôm nay thì mình cũng có một cây thập phân nữa. Thập phân là như nào? Bởi vì chúng ta là có rất là nhiều loại cây cơn, ví dụ 5 này, 1 phần 2, nhưng mà thường 1 phần 2 chéo. Những cây kính cơn nó khá đặc biệt như này thì nó là 5 1 phần 2, có nghĩa là dấu thập phân ở gạch ngang như này. Bình thường nó gạch chéo như này đúng không anh em? Thì anh em sẽ rất là y gặp những cây kính mà nó gạch ngang như này đó. Những anh em nào mà chưa kính cơn quen thì sẽ dễ dỡ. Thì đây là một cây kính nó như thế, và cái giá của nó khác biệt so với những chiếc kính còn lại của mình
là giá cao nhất trong phiên ngày hôm nay, giá 26 triệu. Một cái kính nó khá là hoàn mỹ. Các cái đầu của nó lên tiết đĩa cũng rất là đẹp. Và cái điểm đặc biệt là ở cái phía cầu trước này anh em có thể nhìn rõ, rất là rõ này. Nó rất là đẹp. Và có một điểm đặc biệt mà những anh đã chơi cơn rồi là đều thèm món cây này. Nó ở cầu phía trước, anh em nhìn rất rõ nhé. Những cây như thế này thường những anh em chơi cơn rồi thì mới biết được. Mã số đầu tiên là mã số 1 và giá là 26 triệu. Tiếp theo đó là mã số 2. Mã số 2 của mình đó là 23. Mã số 3, mã số 3 đó là 23 triệu. Mình sẽ đi theo cái giá giảm dần. Đây cũng là một chiếc cây cơn chữ nhỏ. Tình trạng nó rất là đẹp. Những chiếc cây kính cơn thì nó sản xuất ở những cái thập kỷ 60-70, mà tuy nhiên thì mình cũng khá là cố gắng là lựa những chiếc cây kính nó khá là hoàn mỹ trong cái hình thức. Còn những cái việc mà nó bị một xíu theo dấu vết của thời gian thì thực ra nó rất là khó tránh. Ví dụ mà chơi đồ xưa mà nó lại mới keng là nhiều khi là nhiều vấn đề, mà những con mới keng như dòng này hàng nốt thì nó khoảng 5-60 triệu cơ. Chứ nó chẳng có giá như thế này. Những cái kính như thế này nó rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy. Hôm nay thì mình chỉ nên nói về kỹ thuật một chút thôi, còn về những lịch sử của những cây kính này thì mình nói khá là nhiều phiên rồi, nói đi nói lại nó mang tính chất hơi nhàm chán, bởi vì những anh em nào đã chơi quen thì nó nhận biết vấn đề rất là dễ. Còn nếu mà những anh em nào chưa chơi cơn mà muốn tìm hiểu cơn thì có thể là mở một vài video trước của mình thì mình nói rất là rõ rồi. Cái size của nó thì là tương đương với lại size 58 anh em nhé. Chiếc này mã số 3 và giá là 23 triệu. Nó cũng là vẫn là cơn chữ nhỏ. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 của mình giá là 19 triệu rưỡi. Cây kính này thì mắt nó hơi bị có vết lông mèo một chút. Giá của nó thành của nó thấp hơn. Cây này là khác với hai cây còn lại này, cho nên giá nó thấp hơn này. Anh em có thể nhìn thấy này. Chỉ nhìn vào mặt trước thôi. Thật ra là những người mà đã hiểu vấn đề thì vào việc với nhau nó rất là dễ. Những cái kính cơn như này thì nói chung là đeo là nó rất là dễ đeo rồi. Cái giá của nó là giá huyền thoại, nó đi nói chung là nó hợp với mọi khuôn mặt. Hôm trước thì cũng khá là nhiều anh em đồng hồ mình, bởi vì trước mình có rất là nhiều bán đồng hồ, mà bản thân mình ngày xưa xuất phát từ chơi đồng hồ trước là chơi kính. Rất là nhiều anh em bán đồng hồ nhờ check khách gửi bán hộ rồi anh có thu không, thì nói thật là 10 cây thì như 10. Các anh toàn ăn đòn hết, xong đến lúc các anh biết xong rồi các anh toàn đẩy cho ví dụ như thợ nọ kia rồi nhờ bán hộ. Thực ra có những anh em đồng hồ thì người ta không chuyên về kính thì người ta không biết, người ta cũng đăng lên thôi, vì nghĩ là khách quen anh em đăng lên, nhưng mà thực ra là người ta không biết mà người ta lại đi bán cho những người không biết khác chẳng hạn. Như vậy nó mang tính chất nó cũng sau này nó liên lụy tới những anh em bán ấy. Thì nói thật là những anh em mà đã chơi mà đã bị dính, nhỡ bị dính đòn rồi thì thôi, cái tiền đấy mình coi như là cái tiền học phí, chứ còn đừng, mình biết mình đừng làm những cái việc như thế rồi lại khổ với anh em. Bởi thực ra ví dụ như anh em bán được 1-2 đồng chẳng hạn, sau này nó liên đới trách nhiệm. Mà nói thật là bán kính cơn, xin lỗi mọi người, bán toàn cho ông có tiền là nào là doanh nghiệp, rồi là công chức, rồi là có cả xã hội đen, có xã hội đỏ, xã hội nâu, rồi đủ các thành phần. Nói chung là đều là những người có máu mặt trong xã hội. Nên là khi mà bán đồ nó không chuẩn, nhiều khi lại có khi lại ăn đòn, khổ thân anh em. Thực ra thì có những vấn đề thì giải quyết nó dễ thôi, nhưng mà có những cái trường hợp nó xử lý nó không thỏa đáng, bởi vì trong thứ nhất là cách xử lý, thứ hai là mình cũng không biết thật giả nào.
thì anh em lại không không biết cách xử lý thì nhiều khi nó lại gây ra những cái mâu thuẫn. Chứ còn bây giờ thì ai nằm mang nắm đấm nắm đá làm cái gì, chơi nó vui vẻ thôi. Đấy, đây là một cây kính mình rất là thích, cây số thập phân, chữ nghĩa nó còn rất là rõ ràng, chuôi nó còn khá trong, phần bọc vàng của nó thì còn khá là đẹp, và đặc biệt cái điểm trước của nó thì còn rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc kính rất là đẹp. Nói thật là mình rất ít khi khen đồ mình, nhưng mà có những cây thì nó đẹp thật thì mình là khen nó đẹp. Còn chơi cái đồ này nó theo cái cảm nhận của mỗi người, lâu lâu mới mua được cây đẹp chứ không phải lúc nào cũng mua được cây đẹp đâu. Đó thì hôm nay thì mình cũng bên kia bên mình đấu giá thì mình cũng mua được cây Ray-Ban Diamond H, một cây khá là hot. Hôm trước mình có đã bán một cây là 18 triệu, nó không nhưng mà nó không có hộp sổ. Trước hôm nay thì mình có hộp sổ và mình hy vọng ngày mai mình sẽ mua được tiếp một cây Diamond H nữa, một cây càng chun và một cây càng thẳng. Những cây Diamond H thì thực sự giá trong cái tầm giá, ví dụ chắc có lẽ là bạn sẽ bán cái tầm giá loanh quanh 18 19 triệu. Thì nhưng mà những cây như thế thì lại bán được rất là dễ. Rồi những dân chơi mà biết chơi là lâu lâu mới gặp được cái cây Diamond H như thế, nó còn hot hơn cả cây kỷ niệm tướng quân 50 năm. Hoặc là những cây Master Pride Limited. Những cây Diamond H thực sự rất là đáng chơi. Có thể là mình cố gắng mình mua hai cây Diamond H và là cây một cái càng chun này, một cái càng thẳng này, để anh em có nhiều sự lựa chọn. Mà hai cây đấy thì cái ngoại hình của nó gần như là tuyệt đối, rất là đẹp. Giá thì rất là cao nhưng mà tuy nhiên là chắc nó cũng chỉ một vài phút là nó đi thôi, vì thực ra những cái anh em biết chơi thì nó rất là dễ. Rất là nhiều anh em dặn mình cái đấy rồi, nhưng mà mình cũng chỉ lên video, mình không 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 nhắn inbox cho ai, mình sẽ lên video như này, anh em nào thấy thì mua trước thôi cho nó vui vẻ. Vâng, video xin kết thúc ở đây. Anh em lưu ý mã số 1 là cây thập phân, giá là 26 triệu. Mã số 2 là 19 triệu rưỡi, mặt có kính có sượng lông mèo nhẹ. Mã số 3 là 23 triệu. Xin cảm ơn anh em.